Chào mừng bạn đến với khóa học NLP Master Practitioner, lập trình ngôn ngữ tư duy cấp độ Master. Học viên từ mọi miền đất nước đã hội tụ về đây. Nơi mà tất cả mọi người đều được tiếp đón nồng nhiệt và chân thành. Cùng nhau đánh thức sức mạnh bản thân. Hãy đi với chúng tôi để bạn có được sức mạnh để làm chủ cuộc đời, làm chủ sự nghiệp và kiến tạo một cuộc đời ngoại hạng.